Những ngày hè tháng 6 nắng gắt, chúng ta sẽ đi thăm một gia đình người dân tộc Chăm. Trước đây, mọi người sống trong một căn nhà tường gạch khá sơ sài. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác. Đây là căn nhà khang trang vừa mới xây xong của gia đình tiền vệ Dụng Quang Nho tại xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Cơ ngơi này có sự đóng góp rất lớn về tài chính của Dụng Quang Nho. Anh đã tiết kiệm những khoản tiền lương thưởng từ khi chơi bóng chuyên nghiệp. Và gần như mọi vốn liếng của cầu thủ sinh năm 2000 đều được dùng để xây nhà cho bố mẹ. Quả là một chàng trai hiếu thảo. Hôm nay chúng ta hãy cùng tham quan một vòng ngôi nhà đẹp này nhé. Rất là nhiều những thành tích của Dụng Quang Nho đã giành được trong thời gian qua, đặt trang trọng. Cái này là bằng gỗ hương nha. Ở trên lầu mình để là mới là xong công việc rồi, mới xong là cũng như là bên này là theo một mình cũng được trên đây cũng có cái sân rất là rộng này. Trong thì ý là mình làm cách gì mình làm cha, mình phải động viên con như thế. Dạ. Bây giờ con không có lo gì nữa. Bây giờ dù như thế nào, dù nở dù nặng thì như thế nào, bây giờ đưa một cái nhà rồi thì ba mẹ mưa không có dược, mưa không có hoặc tắt nước bằng đen nữa. Dạ. Thì bây giờ là con cứ yên tâm tập trung. Thường ngủ khách sạn rồi nó biết đó, thì nó có đặt làm cái chiều ngang 9m là đều dành cho Nho hết đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.